xin chào quý khán giả thân mến đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Mỹ Vlog. Hiện tại thì em Mỹ đang có mặt ở nhà. Buổi sáng ngày hôm nay thì em Mỹ sẽ đi giúp đỡ anh Dế để đập đá làm nhà. Là em Mỹ đi xem là hôm nay anh Dế bảo là có anh em chị em phụ nữ cũng rất là đông đến nha, giúp đỡ anh Dế làm nữa. Thì em Mỹ cũng đi giúp đỡ anh Dế để đập đá. Mai hôm nữa thì anh Dế sẽ khoan đá, nhiệt đá. Để đây thôi thì cũng đã nghe thấy tiếng máy kêu rất là to rồi. Anh Dế thì anh Dế nhiệt đá với lại làm cái mong nhà xong thì con Si đang đứng ở đấy. Đi hỏi xem là con Si sáng nay ăn sáng chưa. Thì anh em đã giúp anh Dế khoan được rất là nhiều đá ở đây rồi. Đây, những cái đá to đùng đây. Hôm qua chưa khoan đá thì có một đống đá to đùng ở đây. Nhưng mà hôm qua anh em đã khoan hết đá rồi. Đây, đá đã khoan được rất là nhiều đá ở đây. Và ở dưới này nữa. Hôm nay thì có anh em và chị em phụ nữ rất là đông để giúp đỡ anh Dế để đập đá. Ở dưới này cũng có đá rất là nhiều. Và đá toàn là đá to thôi. Thì cái đá to như này thì phải khoa lại một lần nữa. Đập thành nhỏ thì chị em phụ nữ mới đập được. Nếu không mà giữ yên như thế thì chị em phụ nữ sẽ không đập được. Bên này cũng có đá rất là to đấy. Hôm nay thì cũng có bắt sò ở bên bảy anh em siêu nhân để giúp đỡ anh Dế đập đá nữa. Hai vợ chồng bắt sò. Em Sử và em Trả thì đang khoan đá ở bên này. Sử đang lấy búa đập. Ba cái nêm.
4, 5 cái lỗ. Đá này rất là cứng. Cái máy khoan này là cái máy khoan mà anh Vũ và chị Phấn ở bên Mỹ gửi tiền cho bà con mua. Cũng xài rất là ok và cũng rất là tốt. Đây là những bọn trẻ con. Hôm nay là thứ bảy rồi nên là các con nghỉ ở nhà. Ba mẹ đấy giúp đỡ anh Dế đập đá thì các con cũng đến chơi cùng với ba mẹ. Ơi, mình chỉnh tàu một hao ni à? Mai, lo bù bè ni. Mình chỉnh tàu một hao ni à? Một bù bè ni. Mai đây. Mai à? Lo niêu. Là con của em Lử, em Xính. Nhìn nhà các trẻ con này rất là đáng yêu. Chắc là hồi xưa em Mỹ bé thì cũng mặc cũng nhọn nhe như này ấy. Này, mấy tông. Một đống trẻ con ở đây này, con Si. Ôi dồi ôi, sao mà hôm nay con Si nhọn nhe thế? Con không có mẹ thì mặc quần áo cũng khác như đứa trẻ con mà có ba mẹ ở nhà. Đây con Si đây. Áo của con Si bẩn quá. Nó mỏ chị tao. Nó là con Si bảo là ăn cơm rồi. Này không nhịp đất đâu. Bẩn quá. Ô vua chua chị co. Đây là con lớn của anh Dế. Con lớn này đang đi học ở trường chính lớp 4 rồi. Hát một bài cho bác nghe nào. Hát lo lo. Hát giống anh nè. Trẻ con này hát rất là đáng yêu ạ. Đây là con của con mà áo xanh là con của em Lử. Mặt mũi thì to đùng. Ô chào nè. Các con hát xong rồi thì em mình sẽ cho kẹo. Mỗi người là một cái kiểu mút nha.
cháu xin bác. À, ngoan lắm. Đây. À, cháu xin bác, ngoan lắm. Đây. Cháu xin chô, đúng rồi. Đây này. À, cháu xin bát, đúng rồi. Đây con này này. À, cháu xin bát, đúng rồi, ngoan lắm. À, cháu xin bát, đúng rồi. Đây đây, con xin. Cháu xin cô. À, đúng rồi, con xin rất là ngoan này. Đây đây con này. Cháu xin cô. Hai mà. Cháu xin cô. Hai mà. À, cháu xin ô, đúng rồi, ngoan lắm. Đây đây đây. Con này nhá. Đây là con lớn của anh Dế. À, cháu xin bác, ngoan lắm. Trẻ con được kẹo rất là vui này. Cha này sẽ từ từ chín mua. Chan chia thai nhá, nhìn xem. Chan chia thai à? Chua gì tao? À, có đầy đủ hết rồi. Lo thai nhá. Hả? Sáng ngày hôm nay thì nữ đã đập được rất là nhiều đá ở đây này. Mẹ anh Lúa cũng đến giúp đỡ anh Dế đập đá đây. Mỗi người đập một chỗ. Trên này cũng rất là nhiều đá rồi. Sáng nay thì một đống đá to đùng, nhưng mà cả buổi sáng ngày hôm nay thì cũng đập sắt hết rồi. Còn một tí ở đây thôi. Một tí ở đây chắc là đủ đập hết chiều nay nữa là xong. Anh Dế ơi, chắc là anh phải đập 2 ngày nữa thì mới nhìa nhỉ? Hai ngày nữa mới nhìa. À, đá cứng quá à? Đá cứng quá thì 2 ngày nữa thì anh Dế mới nhiệt đá. Chị em phụ nữ thì sẽ chiên thành 2 độ. Một độ thì sẽ đập bên này, một độ thì sẽ đập bên kia. Nên là anh cũng xin đưa quý khán giả thân mến đi xem bên này. Nên là bên này số lượng có đông như bên này. Bên kia có đông như số lượng bên này không? Ô, bên này là 3 người đập thôi à? 3 người. Tờ. Cái búa này thì như là đã được rồi. Đang cứng quá các bạn. Thì đi nào. Cái này đây, cái này đây, cái này đây. Cái này đây.
bà con làm cả buổi chiều ngày hôm nay thì cũng giờ này cũng tối rồi nên là bà con đang chuẩn bị về ăn cơm. Thế là tối nay thì anh Dế chuẩn bị được cái gì cho bà con ăn? Hôm nay bữa cơm tối của anh Dế thì có bún phở đây. Nhưng mới nhiệt đi. Đây là mà nhà má giàu to nữa. Má là mềm mén. Chỉ có tổ đấy. Nhưng mà để tiên nhiên là. Chơi lúc nào mà nước to à? Chơi lúc nào trong cả lò tan đi. Anh Dế ơi, thế còn bát sò đâu? Bác sò nó có việc rồi. Bác sò có việc, bác sò về à? À. Thế thì ăn để phần cho bác sò. Chị em phụ nữ đang vô ăn cơm. Bà con thì cũng đã ăn cơm, một số người thì đã ăn cơm xong rồi nhưng mà vẫn còn mẹ anh Lúa và hai chị em đã ăn cơm ở đây. Anh Dế thì đã ăn no trước rồi. Thế là hôm nay thì em cũng có một tin rất là vui muốn báo cho anh biết. Đó chính là hôm qua thì có một chị khán giả giấu tên ở thành này. Có chị ấy gửi được 3 triệu thì nhờ em để em đưa cho anh để em làm nhà thì em được chi tiêu. Chị ấy thì chị cũng là một người rất là yêu mến bà con Hấu Chua. Để lượt nhà ai sửa nhà thì chị ấy cũng đến hỗ trợ 3 triệu, mỗi gia đình chị ấy hỗ trợ 3 triệu. Hôm nay thì đến lượt anh Dế làm nhà nên là chị cũng gửi được 3 triệu để nhờ anh Mỹ để anh Mỹ đưa cho anh Dế. Thì hôm nay anh Mỹ sẽ đưa cho anh Dế. Và trước khi anh Mỹ đưa số tiền này cho anh Dế thì anh Mỹ cũng xin phép quý khán giả thân mến và xin phép chị giấu tên ở Bình Thạnh. Anh Mỹ sẽ đưa số tiền này cho anh Dế để anh Dế làm nhà đấy, thì anh Dế sẽ chi tiêu. Tại vì là một ngôi nhà như thế thì cũng sẽ chi tiêu rất là nhiều tiền. Nên là anh Mỹ sẽ đưa cho anh. Đấy là đây là số tiền mà chị giáo kê ở Bình Thạnh gửi cho em để em nhờ em đưa cho anh nhé. Và số tiền này là 3 triệu. Đây em đưa cho anh này. 500 này. 1 triệu này. 1 triệu 5 này. 2 triệu. 2 triệu 5. 3 triệu nhé. Tất cả là 3 triệu nhé. Số tiền này là chị giấu tên, chị khán giả giấu tên ở Bình Thạnh nhá, gửi cho anh nhé. Anh có gửi một lời cảm ơn tới chị giấu tên ở Bình Thạnh không ạ? Có ạ. Nhà anh cảm ơn chị giấu tên ở Bình Thạnh sửa cái nhà kìa này. Chị cũng có giá hộ em một tí kìa thì là em rất là cảm ơn chị. Rất là cảm ơn chị nhá. Em cũng rất là cảm ơn anh. Và một lần nữa thì em Mỹ cũng xin thay mặt cho gia đình anh Dế gửi một lời cảm ơn tới chị khán giả giấu tên ở Bình Thạnh. Chị là một người luôn luôn yêu mến bà con Hấu Chua và luôn yêu mến gia đình anh Dế. Đáng tặng những món quà rất là đầy ý nghĩa và thiết thử cho anh Dế. Em cũng xin chúc chị luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gần nhiều may mắn trong cuộc sống. Thế thì anh cướp đi nhá. Anh cướp đi để em xin phép em về đây. Vâng. Mọi người đã về hết rồi. Em về để sáng mai em còn đến giúp đỡ anh làm đặt đá nữa. Vâng. Em về nhá, con sai nhá. Về nhá. Chắc là em Mỹ cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Và một lần nữa thì em Mỹ cũng rất là cảm ơn quý khán giả thân mến đã luôn luôn đồng hành cùng em Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo.